Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV mini. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium quý bạn nhé. Và ở cái phiên bản 1.5 Titanium này, là cái màu này là màu rất là đẹp, rất là độc quý bạn nhé. Nó là cái màu nâu hổ phách quý bạn ạ. Bản màu này là màu mới của Ford EcoSport đấy ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium này được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 3.4 km rồi quý bạn nhé. Ở 2019 thì quý vị bạn thấy được đây ạ, được thay đổi rất là nhiều thiết kế này, từ cái mặt ca lăng, logo, các thứ đều rất là khác rồi quý bạn nhé. Và ở cái phiên bản 2019 này, đầy đủ từ tem sườn, giá nóc hết cả rồi quý bạn nhé, đầy đủ rồi. Tem sườn, giá nóc, option đầy đủ rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là còn nguyên bản, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 569 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70%. Quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium 2019 màu nâu hổ phách này ạ. Mời quý vị và các bạn.